Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay, em xin gửi giới thiệu tới mọi người top những sản phẩm dụng cụ cần thiết thiết yếu nhất để phục vụ cho anh em sửa chữa điều hòa ô tô. Em xin mời mọi người sẽ nhìn sơ. Châu Âu này, bình đựng nước xúc này, và cái bộ ép co trong vali này, rồi tiếp đến là bộ thử kín chuyên dụng dùng cho những dòng xe thông dụng châu Á này, tiếp đến là cái bộ chuyển đổi 8 chi tiết này, đây là bộ ép co đa năng số 8, đây là bộ ép bằng kích. Vừa nãy là chúng ta đã vừa đi đến là bộ ép bằng thủy lực bằng tay trong vali. Tiếp đến sẽ là bộ thử kín, bộ vào phớt và những đồng hồ đo nhiệt độ trong xe, kiểm tra dò dỉ bằng huỳnh quang, dầu chuyên dụng, máy hút chân không. Gần như trong hôm nay là em sẽ giới thiệu tới mọi người đầy đủ luôn. Trong video hôm nay em sẽ giới thiệu tới mọi người đầy, gọi là những dụng cụ cần thiết nhất. Rồi tiếp đến là sẽ là dao cắt ống nhôm, ống đồng, vam ba chấu, thiết bị kiểm tra ắc quy, đồng hồ đạp ga từ loại thường đến trung bình, rồi đến hàng tốt, tiếp đến là hàng cao cấp. Dùng đầu lạp ga, đầu lạp ga của xe châu Âu, xe châu Á và bộ mở đầu lốc của dòng xe thông dụng, bộ đa năng. Với bộ này thì anh em có thể sử dụng được cho rất chi là nhiều, vì nó cái vam ba chấu kia cực kỳ tiện dụng. Bộ mở lốc thông dụng này, giá cả phải chăng mà cũng rất hữu dụng. Của video em sẽ giới thiệu chi tiết các cái chức năng hoạt động và các cái cấu tạo cũng như những sản bộ đó sẽ có những sản phẩm gì ở trong phần tiếp theo của video. Em xin mời mọi người sẽ cùng vào phần tiếp theo của video. Trên đây là em đang cầm và gửi tới mọi người sản phẩm đầu tiên, đó là những mẫu đồng hồ lạp ga. Trước tiên em xin mời mọi người sẽ cùng tìm hiểu bộ sản phẩm đồng hồ cao cấp bên trong nó sẽ gồm những gì và sử dụng ra sao. Đồng hồ lạp ga có thể nói là một trong số những dụng cụ không thể thiếu để cho anh em có thể kiểm tra hệ thống điều hòa, mất áp, còn áp, ga lạp vào, bổ sung đã đủ chưa hay thiếu ga. Đây là một trong số những dụng cụ cần thiết nhất. Trên đây này em đang giới thiệu tới mọi người mặt đồng hồ của bộ sản phẩm trong vali. Đây là mặt màu xanh là đường hạ áp, mặt màu đỏ là đường cao áp. Đây là em hướng dẫn sơ, chia sẻ sơ qua với những anh em mới vào nghề, còn những anh em đã làm lâu và lên thành kỹ sư, giáo sư
thì xin đừng gạch đá em. Đây là những lời thật lòng của em. Phía dưới mặt đồng hồ là cái điều chỉnh khi anh em lạp ga vào để cho đồng hồ khóa ga, mở ga và kiểm tra. Đây là cái mắt để anh em có thể nhìn được ga đi qua. Phía trên đây là cái đầu để chúng ta cắm vào khi anh em không sử dụng. 3 giây đồng hồ sẽ được cắm trực tiếp vào đồng hồ. Sợi dây của nó cũng có một sợi dây cao, một sợi dây hạ và một sợi dây ra ga, tức là từ bình ga vào. Trong bộ này thì còn gồm có hai đầu lạp ga, đầu xanh, đầu đỏ. Đây là đầu màu đỏ, tức là đầu cao áp. Khi anh em bắt cái đường tuyô ga này, anh em cắm vào đây. Sau đó anh em có thể sạc vào cái đầu, em ví dụ thôi nhá, cái đầu trên hệ thống điều hòa hoặc là lốc, nó sẽ đều có cái đường ống để anh em lạp ga. Đây, chúng ta sẽ cùng cắm vào. Đó, đây, nó sẽ... Đây, anh em nhìn thấy chắc chưa? Đây, để sử dụng thì chúng ta phải kéo lên này, cho cái lò xo nó lên này. Sau khi đó cắm vào trong này. Đấy, nó vào khực rồi đấy, nó rất chắc rồi ạ. Sau đó để làm. Và tiếp đến cũng là một cái dụng cụ nữa, là cái đầu để mở đầu ti van. Đây là đầu để mở ga 134. Đây là ga 12. Ở đây cũng bao gồm có tô vít 4 cạnh, 2 cạnh. Một bộ gioăng của đồng hồ. Và một đầu lạp ga của bình ga nhỏ, tức là bình ga mili 450g hoặc là 250g để san chiết, tức là cái bình ga người ta hay san chiết để anh em có thể dùng lưu động đó. Và đây cũng là một đường nữa, đấy chính là đường hạ áp. Em cũng vừa mô tả cái công dụng của nó để cho anh em hiểu rồi đúng không ạ? Cũng để từ ống dẫn ga tiếp đến là ta cắm vào đây, sau đó là ta sẽ lạp ga, cắm vào cái đầu co hay cái đầu trên nắp hay trên giàn nóng để ta lạp ga. Đây là bộ sản phẩm đầu tiên. Đến là bộ sản phẩm thứ hai. Bộ sản phẩm thứ hai là bộ sản phẩm đồng hồ lạp ga mặt phủ dầu, cũng được đựng trong vali. Em sẽ cùng mở nó cho mọi người để anh em cùng khám phá. Bộ sản phẩm này thì sẽ có các cái phụ kiện như dây lạp ga này để dẫn từ bình ga vào tới đây, tới đồng hồ này. Và dây là dây đường hạ, anh em cũng biết rồi, dây đường cao vào mặt đồng hồ. Cũng có đầu lạp ga san chiết, cũng có mở đi lạp, và cũng có đầu lạp hạ áp, cao áp. Nhưng mà cái đặc điểm nổi bật của cái bộ này là sản phẩm này, là đồng hồ lạp ga này nó được phủ một lớp dầu để bảo vệ kim bên trong. Hiện tại thì gara bên em cũng đang sử dụng bộ này và bộ trong vali màu xanh. Đây anh em có thể nhìn ạ. Với cái bộ lần trước em giới thiệu thì nó có phủ một lớp cao su cao cấp, nhìn trông cũng bắt mắt. Nhưng với bộ này thì hoàn toàn của nó là bằng inox. Đây anh em nhìn ạ. Nó không có bao bọc bằng lớp nhựa. Đây,
E-lock nó cũng có đầu chỉnh vặn này, khóa ga này, hai đầu chờ để treo đầu lọc ga xanh đỏ, ba đường dẫn và mắt soi ga. Cái này thì em cũng không cần phải nói nhiều nữa. Rồi và tiếp đến là một sản phẩm. Với cái bộ sản phẩm này thì nó không được bao gồm nhiều chi tiết như cái bộ sản phẩm, hai bộ sản phẩm trước. Anh em cùng xem bộ sản phẩm này thì nó sẽ gồm có cũng ba đường ống dẫn ga, và một mặt đồng hồ. Thì như anh em có thể nhìn thấy đây là người ta cũng đều ký hiệu hết, là ký hiệu của cái bộ dây này là 360. 360 để dùng cho ga 134. Đây, với mặt đồng hồ này thì nó lại, anh em có thể nhìn phía dưới là cái lớp màu đồng, anh em nhìn ngỡ là giống với cái bộ được phủ dầu, nhưng mà nó hoàn toàn không phải. Anh em có thể nhìn đây, cái thiết kế của nó lại hoàn toàn khác. Khóa và điều chỉnh ga ở hai bên, nó không có đầu chờ để treo đầu cao đầu hạ, và tiếp nó cũng có ba đường ống dẫn ga, vâng, ba đường ống để bắt vào đầu tiêu lọc ga và một mắt soi ga. Là đồng hồ lạp ga. Cái bộ này thì được dùng để cho anh em có thể dùng cho xưởng đông người, lạp bổ sung khu ti đi xa. Với cái bộ này thì giá tiền nó cũng rất là phải chăng, nhìn nó cũng chắc chắn. Đây là hai cũng là đầu khóa ga, đầu lạp ga, phía dưới cũng là ba đường dẫn ga, một mắt soi ga, hai mặt nhựa để chúng ta, hai mặt đồng hồ để chúng ta soi ga. Đấy là một mặt hạ và một mặt cao. Đây, phía trước và phía sau của sản phẩm. Với cái bộ sản phẩm mà tầm tiền trung này thì cái tuyo của nó cũng không được dài như cái mấy cái bộ em vừa giới thiệu các bác nhé. Chặt vào, sau đó lén vam thử vào, xoáy chặt vào cái này, và chúng ta sẽ có cái cắm ống dây đồng hồ vào đây. Nó có tất cả các cỡ cho các cái dòng xe, từ dòng xe đời mới đến dòng xe đời cũ. Đây là một trong số những bộ sản phẩm cũng thông dụng và chuyên dùng cho anh em. Đây, bộ này nó sẽ có hai vam to và các cái đường để chúng ta giữ vào khi cần thử kín. Đây. Và đây là bộ sản phẩm, bộ thử kín dùng cho dòng xe sang, dùng cho dòng xe châu Âu. Với những cái dòng xe này thì cái bước gen ban đầu của nó để ra cái đầu để anh em có thể cắm lén thử thì nó là gen to, nên là khi không có sản phẩm này thì anh em rất chi là vất vả để có thể lén thử được nó. Với một sự thông minh và linh hoạt thì các nhà sản xuất đã rất chi là thông minh khi đánh dấu mã của các sản phẩm theo thông số, nên anh em có thể rất chi là dễ dàng để tìm sử dụng. Ví dụ như khi anh em muốn tìm các cái đầu để thử cho dòng, chẳng hạn như là dòng Toyota đi chẳng hạn, thì anh em chỉ cần lấy các cái mã từ CS1140, anh em có thể tìm đến. CS1240. Và tiếp theo là của dòng Honda Sandero, Honda đời mới,
và dòng Sephora. Đấy là đối với những anh em mới đây. Trong bộ sản phẩm này anh em cũng có thể nhìn thấy này, từ các cái đường đầu thử cho lốc đến dàn nóng. Đến phi nọc cũng đều có cả các cái mặt giữ này, các cái gioăng để khi anh em cần thì có thể lắp vào để thử cho nó đúng hơn. Đây là một bộ sản phẩm có thể nói là thông dụng nhất hiện nay. Nó sử dụng cho rất nhiều dòng xe phổ thông và kiểm tra được rất nhiều. Với sự linh hoạt thông minh của các nhà sản xuất, đánh số, đánh mã trên hộp, trên mã của phục dụng cụ thì giúp anh em sẽ một phần nào đó rất là nhàn trong cái việc muốn tìm sử dụng cho dòng sản phẩm nào. Bởi vì như cái bộ sản phẩm này cũng giống với bộ sản phẩm của châu Âu, tất cả cũng đều đánh số từ CS1140 đến CS1148. Nó đều ghi rõ dùng cho này. Có thể với cái dòng bộ dụng cụ này có thể dùng cho van này, dàn nóng này, lốc này và dàn lạnh của Toyota, Nissan, Mazda, Kia, Hyundai rất chi là nhiều. Vâng. Và tiếp đến đây là bộ sản phẩm bộ thử kín dùng cho điều hòa ô tô. Bộ thử kín này thì chuyên dùng cho những cái dòng xe tải đời mới, dòng xe Trung Quốc, xe tải, xe con của Trung Quốc, với những cái bước gen và với những cái đầu thử nó cũng rất chi là đặc chủng. Với sự ra đời của bộ sản phẩm này thì cũng rất hữu ích cho anh em có thể kiểm tra một cách dễ dàng khi mà anh em đặt ở trên xe. Đây anh em có thể nhìn gần như là đầy đủ luôn của các dòng xe đời mới. Trong tờ hướng dẫn sử dụng của bộ sản phẩm thì cũng có nói là sử dụng cho các dòng xe như dòng xe con thì cũng rất là nhiều này, Suzuki này và các cái dòng xe của tàu đời mới và dòng xe Takofotong, Hổ Vồ, Đông Phong rồi rất chi là nhiều của những dòng xe đời mới, dòng Trung Quốc. Tiếp đến là bộ mở đầu lốc. Bộ mở đầu lốc này thì giúp anh em tháo và mở những bộ đầu không phải vất vả, không phải chế tác. Với bộ này thì nó sẽ có hai bộ. Trước tiên là bộ nhỏ dùng cho dòng xe thông dụng nhỏ gọn. Bộ sản phẩm này thì nó sẽ gồm này, một mặt để các anh em ban vào mặt hít và các cái ốc để khi anh em xoáy vào phía đầu của lốc. Đây là các cái ốc để bắt vào các cái đầu giữ ốc để khi anh em xoáy cái van này, cộng với thì sẽ có đà để mở được nó. Tiếp đến là cái bộ mở đầu lốc đa lăng tiện lợi thứ hai. Với bộ này, bộ sản phẩm này thì nó tiện lợi hơn là nó có cái mặt tam giác giúp anh em có thể mở được một số dòng xe khó hơn. Và bộ này nó cũng nhiều chi tiết hơn, là nó bao gồm là thêm những vòng bi để kê khi anh em vam cái mặt hít này, nó không bị xước xác và không bị ảnh hưởng gì. Nó cũng bao gồm rất nhiều ốc lục giác để bắt vào mặt hít. Đây, chúng ta cho vào đây tùy vào cái tầm của cái mặt hít nhé. Thế anh em cho vào đây. Sau đấy là sẽ vam nó ra để xoáy được cái này. Thank you.
Tiếp đến đây là cái vam, bộ vam ba càng công dụng để anh em sử dụng để cạo cái mặt hitlock, thì bắt buộc chúng ta phải có cái bộ vam ba càng này để khi anh em đây như dòng, ví dụ như dòng lốc xăng đen thì anh em có thể vam cái mặt này vào cái mặt lốc. Tiếp đến chúng ta xoáy cái này, xoáy cái con ốc này nó vào cái điểm tâm của cái lốc xăng đen hoặc bất cứ dòng lốc nào. Sau đó chúng ta dùng bất cứ dụng cụ nào, có thể là kìm hoặc cờ lê hoặc cái gì đó để anh em có thể mở được nó ra. Bắt đầu nói. Còn tiếp đến đây là em giới thiệu tới các bác sản phẩm, đây là kích ép đầu co, hay như anh em mình còn gọi là máy bấm ống, máy bấm co. Phía trong này là các cái mõm ép này, anh em nhìn này, nó có bốn cái lợi của nó có bốn mõm ép nên nhìn rất giống với cả cái khớp nối, cái khấu ép của hãng luôn. Để đây là một cái bàn ép có thể nói là giá cả phải chăng mà rất là chắc chắn. Bốn thanh trụ của nó là bằng inox cao cấp. Tất cả các cái đế của máy thì đã có chờ sẵn các cái điểm để cho anh em khoan ốc, bắt giữ định vị để cho nó không bị xê dịch cái máy. Ở cái điểm thông minh của cái máy này là vì sao bọn em hay gọi là máy số 8, vì cái mặt của nó là mặt số 8. Cái miệng của nó ép ra, người ta để một khoảng trống như thế này để khi anh em không chỉ những đầu thẳng có thể ép được mà những đầu cong anh em cũng có thể đưa ra đây và nó không bị vướng. Đây là cái phần tay kích, đây là cái kích. Khi anh em muốn sử dụng để ép thì anh em khóa cái kích này vào, cho tay kích vào. Anh em có thể nhìn thấy ạ. Đây đang lên từ từ. Khi anh em không dùng nữa thì anh em nên nhớ nhé, không bao giờ được để kích như này thì nó sẽ nhanh hỏng. Chúng ta xả e hoặc anh thường gọi là mở khóa để cho cái kích nó xuống. Đây ạ. Anh em nhìn từ dưới lên trên, nhìn các cái khấu ép của nó luôn ạ. Đây, còn tiếp đến là em xin giới thiệu tới mọi người bộ sản phẩm kích ép bằng tay được điều chỉnh hoàn toàn trên một cái tay ép này, tay cầm này. Một thiết kế rất là thông minh. Và đây là các cái khuôn ép của nó. Từ này, 6 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12. Tức là 6, 8, 10, 12. Nó tương đương với đường phin, đường cao, đường hạ. Với những cái thiết kế rất là thông minh, anh em có thể nhìn nhé. Các quy định màu cũng rất là rõ ràng. Đây là các cái khuôn nếp được gài với, kết hợp với cái lớp cao su đạt chuẩn quốc tế. Đây, khi anh em chúng ta ép thì chúng ta cho vào đây, mở cái chốt khóa này ra. Chúng ta mở chốt khóa này ra. Sau đó cho cái mõm này vào bên trong này và đưa đường ống vào ép. Đây có thể nói là một bộ rất phù hợp với anh em đi công trình xa, đa năng, tiện lợi, dễ dàng. Công dụng hữu hiệu cao. Với các kích thước thì cũng được phân rõ các màu khác nhau. Đây, được điều chỉnh trên cái tay ép thủy lực này. Open, close. Khi chúng ta dùng thì anh em mở ở đây ra, mở cái khóa này ra. Khi chúng ta không dùng thì anh em khóa lại.
và tiếp đến là sản phẩm bộ kiểm tra rò rỉ bằng hệ thống huỳnh quang. Đây, tức là bằng các cái tia UV, một trong số những dụng cụ nổi tiếng của thế giới. Khi anh em nghi ngờ ở chỗ nào mà có thể rò rỉ thì chúng ta bôi cái dung dịch của nó này vào. Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 tiếp theo là anh em dùng viên pin soi. Trong cái bộ này thì nó có, đây, em có thể nhìn bộ sản phẩm của nó thì sẽ bao gồm này: một đèn pin chuyên dụng để soi huỳnh quang này, các cái dầu để anh em bơm vào hệ thống điều hòa đấy. Đây, chúng ta cho vào cái xrang này, sau đấy cắm vào cái đầu vòi này, bơm trực tiếp vào hệ thống thì anh em, đây là các cái, đây là chai dầu của nó này. Đây nữa, đây cũng là để làm sạch sau khi mà anh em cho dầu vào. Đây là cái đường ống để chúng ta có thể cắm vào. Đây là một trong số những cái bộ dụng cụ tân tiến nhất để phục vụ cho anh em vừa không tốn sức, tốn thời gian mà lại tiết kiệm chi phí để phát hiện ra hệ thống rò rỉ một cách sớm nhất, hiệu quả nhất và tiết kiệm nhất. Tiếp đến là một sản phẩm nữa, đó là thiết bị kiểm tra ắc quy ô tô. Thì cái sản phẩm này vì sao em nói nó cũng cần thiết, bởi vì khi chúng ta làm đã về nói về điện hoặc điều hòa thì bắt buộc là anh em sẽ ít không ít thì nhiều cũng sử dụng đến ắc quy. Thì một số cái ắc quy đôi khi nó có xảy ra vấn đề thiếu điện hoặc như nào thì anh em cũng có thể dùng cái sản phẩm này để chúng ta kiểm tra được cái sản phẩm, cái ắc quy của mình có bị thiếu điện hay không. Em sẽ mở ra để cho anh em cùng xem, để chúng ta kiểm tra được cái biết là ắc quy yếu hay là đủ. Nó có bao nhiêu vôn, chúng ta sẽ đo được là thiếu hay là. Riêng đối với cái sản phẩm của Liwa thì anh em có thể yên tâm về cái chất lượng của nó luôn. Và tiếp theo đây là hai mẫu máy hút chân không thông dụng, và hiện tại bên em cũng đang sử dụng cả hai máy. Sau khi cảm thấy chất lượng ổn định, ok thì bên em quyết định nhập về để cùng chia sẻ và tư vấn cho anh em. Đây là sản phẩm đầu tiên. Hai mẫu máy hút này nó cũng đều có một đường hút và một đường đẩy. Đây, một đường hút và một đường đẩy. Chỗ này là ốc để anh em xả bỏ dầu, thay thế dầu định kỳ. Với thiết kế của mẫu này thì công tắc tắt mở được bật ở đây, sắc nguồn điện. Với mẫu này thì công tắc tắt mở bật ở đây. Tông dây điện đây. Đây là cái chỗ để anh em nhìn dầu. Với cái mẫu này thì có thêm thiết kế thông minh là 4 bánh xe nhựa chịu tải và bát ốc để anh em có thể di chuyển. Với mẫu này thì là mẫu dùng cố định, nó cũng có mắt để chúng ta soi dầu.
đây là hai mẫu máy hút chân không thông dụng để anh em sử dụng khi làm điều hòa cũng như kiểm tra sửa chữa điều hòa. Vâng, và tiếp theo là cái sản phẩm đầu lạp ga xanh đỏ. Lạp ga xanh đỏ, cái tên thông dụng mà bọn em hay thường dùng. Còn có tên gọi khác là đầu lạp ga 134, đầu cao và đầu hạ. Phía trên tay em đang cầm là giới thiệu tới mọi người là đầu hạ áp. Cái công dụng của nó thì em cũng đã giới thiệu sơ qua trong cái phần của bộ đồng hồ lạp ga rồi. Nó cũng dùng để anh em có thể cắm và lạp ga bổ sung khi cần thiết. Cái này cũng là một trong số những dụng cụ thiết yếu lắm đó. Anh em đã làm điều hòa ô tô thì trước sau cũng nên có cái sản phẩm này, có cái dụng cụ này thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em rất nhiều trong công việc. Tuy nhiên với cái sản phẩm này thì nó có hai loại. Một loại là dùng cho dòng xe châu Á, một loại dùng cho dòng xe châu Âu, hay chúng ta còn gọi là dòng xe sang. Bởi vì sao em nói thế? Bởi vì dòng xe sang ấy, anh em nhìn này, các cái đường, các cái đầu để lạp vào trong của nó ấy, thì nó sẽ to hơn, nên bắt buộc nó sẽ phải có một bộ sản phẩm riêng. Đây. Và đầu của châu Á thì nó nhỏ hơn, bằng mắt thường anh em cũng có thể thấy được. Đấy ạ, hai cái lòng lõi trong của nó sẽ nhỏ. Đây, anh em nhìn nhé, cái đầu này của nó rất chi là to, đúng chưa? Cái đầu này anh em có thể nhìn thấy này, hai đầu anh em nhìn thấy nó có một sự khác nhau chưa ạ? Đó, một đầu nó đầu của các nước châu Á và các dòng xe châu Á thì nó cũng rất là lông và nhỏ, nhưng cái lòng trong của cái dòng xe châu Âu hoặc dòng xe sang, xe Đức, xe Mỹ, xe Pháp gì đó thì nó sẽ rất là to và cái lòng của cái ti lạp của nó sẽ rất là sâu. Anh em nhìn thấy không? Đây, nhìn bằng mắt thường đấy là một sự khác nhau giữa cái chiều sâu của cái đầu ti lạp. Đây, em ví dụ, em sẽ mô tả như thế này thì anh em sẽ hiểu hơn vì sao gọi nó là tháo ti lạp không mất ga. Đây là một ví dụ nhá, trên một cái đường ống của anh em nó sẽ có cái đầu ti lạp này. Khi mà chúng ta muốn tháo để thay ti, bởi vì nhiều khi ti cái đầu con sâu ấy, xương sâu của con ti lạp trong ngày sử dụng lâu thì nó sẽ bị oxy hóa cái gioăng. Thì khi đó thì anh em chúng ta có thể này, kéo cái này lên, kéo cái đầu này lên. Rồi, đó. Chúng ta khóa. Nó vẫn chưa có vào được. Rồi ạ. Anh em khóa cái này lại. Sau đó này. Này anh em có thể tháo ở đây. Rồi ạ. Là chúng ta có thể tháo được cái ti này ra. Đây là một trong những số những cái sản phẩm em có thể nói là hữu dụng nhất cho anh em, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm chi phí mà không bị xả bỏ đi những lần ga rất là lãng phí cho những cái công việc đơn giản này. Và đây là một sản phẩm tiếp theo, đấy là sản phẩm dao cắt ống nhôm hoặc là ống đồng. Khi anh em cần chế độ những cái dao, cái kéo bình thường để mà cắt thì nó sẽ bị móp cái đầu đấy vào, và khi chúng ta hàn nối nó sẽ không được chuẩn. Đây ạ, phía sau của nó thì người ta có hướng dẫn hết các cái cách này, mình mở cái dao như thế nào, khóa dao như thế nào, và đến tầm nào nó đều có cỡ khi anh em để sử dụng. Xoáy vào và chúng ta vặn đưa theo một vòng như kiểu là kim đồng hồ thì nó sẽ đứt cái đó ra. Và tiếp đây là bộ sản phẩm 3 cái đồng hồ đo nhiệt độ trong xe. Đây là mẫu với để kiểm tra nhiệt độ trong xe thì cái sản phẩm này giúp anh em phát hiện được là
điều hòa có vấn đề hay không, đã đạt được tiêu chuẩn độ chuẩn chưa. Đây là cái mẫu hình chữ nhật thông dụng nhỏ gọn cho anh em dùng. Với cái mẫu sản phẩm súng bắn nhiệt độ này thì hỗ trợ cho những anh em bắn từ xa, tiện lợi, rất chi là thông minh. Còn mẫu sản phẩm này thì nó sử dụng được cho rất nhiều, không những là chỉ điều hòa ô tô mà có thể sử dụng trong gia đình. Cái về cái màn hình và cái độ chuẩn thì nó đều như nhau. Tính năng hoạt động như nhau. Và tiếp theo là cái bộ sản phẩm đầu chuyển đổi. Đầu chuyển đổi để nhiều khi có những dòng xe đời cổ hoặc là xe đời cao, nó sẽ các cái đầu gen của nó sẽ không phù hợp với các cái đồng gen thông dụng, thì anh em có thể sử dụng cái bộ này để chúng ta bắt vào cái đầu nạp đó và chúng ta chuyển đổi ra cái đầu ga bình thường để mình có thể cắm lạp ga kiểm tra được. Còn các cái đoạn này là đầu xanh đầu đỏ cũng là để bổ sung cho cái đoạn độ dài ngắn khi mà thiếu của cái đoạn dây hoặc cái đoạn ngoằn nghèo chúng ta khó kiểm tra. Và tiếp theo là cái bộ sản phẩm vào phớt lốc. Vào phớt lốc, cái bộ này, sản phẩm này thì nó sẽ bao gồm 7 chi tiết, 7 đầu vào phớt thông dụng. Với cái bộ sản phẩm này thì nó là bằng inox tiện đặt chuẩn. Và cái lõi của nó rất chi là chuẩn. Đây là khi anh em đóng vào cái đầu này này, chúng ta sẽ đóng vào cái cổ lốc, sau đó anh em đưa cái đầu này vào thì vừa đảm bảo cái lợi của cái phớt nó bền, nó không xảy ra vấn đề bị lứt, vừa sử dụng nhanh. Đó, ở đây thì nó sẽ có các dòng thông dụng như là sử dụng cho Denso, như tức là những dòng xe Toyota, những dòng xe DU, dòng Sanden, dòng của dòng xe khách 25, 30, 21, 22, AK40, 43 và 32 và đông lạnh này. Nói chung là có thể sử dụng được cho những loại mà thông dụng nhất hiện nay trên thị trường. Tiếp đến là một sản phẩm bình đựng nước xúc điều hòa. Với cái bộ sản phẩm này thì nó hỗ trợ anh em trong quá trình xúc, rửa bỏ các cái tạp chất, các cái bẩn bụi trong hệ thống điều hòa. Bộ sản phẩm này thì nó sẽ gồm có một bình đựng này và một dây lén ra cái máy lén khí và hoạt động với van là 200 PC, và nói thế là anh em cũng hiểu rồi đúng không ạ? Đây là cái dây để chúng ta bắt vào cái bình đựng. Khi sử dụng thì anh em mở cái lắp này ra này, sau đó các bác đổ nước xúc vào đây, cắm cái đầu bơm vào đây, cắm cái đầu bơm ra, cái đầu chuyển đổi vào đây. Và anh em dẫn ra cái vòi xịt để chúng ta xịt vào các cái dàn lạnh hoặc dàn nóng nơi mà anh em có nhu cầu. Cảm ơn mọi người đã cùng xem video của em. Anh em có nhu cầu tìm hiểu, hỗ trợ, tư vấn về sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp Zalo, Viber với em theo số máy 0769086333. Hỗ trợ 24/7. Cảm ơn anh em đã cùng xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào ạ.